Vâng, và sau đây em Chiến giới thiệu cho các bác một con ly rất là tầm tiền ở phân khúc giá 10 triệu đời nông 780D, được anh em sử dụng nhiều. Thứ nhất, em nó được tích hợp và giải mã rời, âm thanh rất là hay và chi tiết. Nếu các bác sử dụng nghe nhạc YouTube, nhạc mạng vân vân, và nếu sử dụng CD thì chúng ta cắm vào cổng CD. Đây là chế độ giải mã 32 kg, 42 kg và 48 kg. Em nó đánh hai cầu loa AB, hoặc các bác có thể chơi trực tiếp A kèm B cùng lúc hai cặp loa. Đời nông 780D được các bác và anh em chơi boss rất là yêu thích, vì nó đánh boss rất là hay. Và những dòng loa cứng đầu, dòng loa có màng bass carbon như là Diatone Onkyo, để cần một tiếng bass lực và nảy, hay là các bác yêu thích một chất âm bass chắc khỏe, thì đời nông vẫn là một xu hướng để ghép với những để đánh trải nghiệm được tiếng bass của những dòng loa khó tính, nó ra được chất âm đầy đủ. Những con 780D bên em luôn tiện cho các bác là những sản phẩm hàng tuyệt đẹp để phục vụ các bác là nghi hay và trưng bày và sưu tập. Xem cho mình một trong những sản phẩm mà đẹp nhất có thể. Rất là đẹp nha các bác, độ chi tiết và độ nét từng góc cạnh vân vân. 780D thì bên em vẫn phân phối giá là 10 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nha. Máy bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác thể thấy chắc của máy rất là mới nha. Em này thì tuyệt vời, công suất khỏe trên 200W và đánh được hai cầu loa AB cộng. Đây là những cổng kết nối tín hiệu đầy đủ nha, cổng giải mã DA, hai chạm loa điện 100V nha các bác. Những dòng sản phẩm này là hàng nội địa của Nhật, điện 100V. Sau đây em sẽ mời các bác xem cấu hình bên trong của sản phẩm luôn. Bác nào yêu thích con 780D thì cứ liên hệ cho em. Ở phân khúc này thì đây là một con ly khỏe nhất cho các bác. Có lực đánh rất là tốt và ghép được dòng loa, những dòng loa khó tính, và chơi được những dòng loa boss. Và bên trong của em nó thì trang bị một tăng phô nguồn rất lớn quân đội và 4 tổ lọc nguồn nha các bác. Và em nó sử dụng là sò Sanken 2 vít, dòng sò này rất là khỏe. Cứ mỗi cặp sò này đánh ra công suất maximum trong mỗi loa là 250W. Dòng sò được sử dụng trong những con Yanggua 506N của Hàn Quốc, vì những dòng sò này nó có sức đánh và lực chịu đòn rất là tốt, khỏe, nên là những hãng đời nông đa số sử dụng những dòng sò này, nó gọi là Sanken 2 vít. Đấy, rất là mới nha các bác. Bác nào yêu thích những con đời nông 780D và sự nổi tiếng của em nó làm nên tên tuổi đời nông ở Việt Nam, với những con âm ly đời nông như là 780D, 880D, 890D vân vân vân. Rồi, em Chiến xin phép dừng video và mời các bác cùng xem những sản phẩm khác của em Chiến đã giới thiệu. Vâng, và tiếp tục em Chiến quay video giới thiệu cho các bác. Đây là một con âm ly rất là hot, là đối tác của những dòng loa boss. Đối với loa boss mà các bác chơi những dòng âm ly đời nông thì rất là hợp. Thứ nhất là đời nông nó sẽ tái tạo của những dòng robot ra tiếng bass khỏe chắc và có thể ghép vang hát karaoke tốt. Và nếu các bác có những cặp loa khó tính như là Diatone, Onkyo, những dòng bass 30-40 là những dòng loa có màng carbon rất là khó ra tiếng bass, thì đối tác của nó cũng là những dòng đời nông, tại vì đời nông nó thiên về bass rất là nhiều để nảy tiếng bass ra, thì các bác audio chơi lâu năm thì vẫn ghép với nó những dòng đời nông như là 780D, 880D, 890D hoặc là 890DG vân vân. Đây là những một trong những cái model mà tên tuổi của đời nông. Con này về có cả hồi gỗ cho các bác nha, mới tinh tương luôn nha. Tích hợp giải mã DAC là một cái ưu điểm đặc biệt của những dòng âm ly tích hợp của đời nông, phù hợp với các bác là yêu thích nhạc CD hoặc là nghe nhạc YouTube, nhạc mạng. Em này giá là 19 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship, máy bãi tuyển chọn kỹ lưỡng, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác có thể thấy được cái độ đẹp từ tinh tương nhỏ nhất. Đây là phía trên, phía trên của nó cũng là mạch phay nha các bác, và phía dưới cũng vậy, chữ vàng, logo là BMA 890D. Em có đánh hai cầu loa AB hoặc A kèm B. Ngoại hình là ngầu sang trọng, âm thanh là rất là khỏe. Những con này là hàng hot của đời nông rồi nha các bác.
là phiên bản hàng nội địa của Nhật, điện 100V. Các bác lưu ý khi mua những dòng 890D thì nó có hai phiên bản, một bản là hai cầu điện, nó dây điện nó nhỏ hơn, và phiên bản nó xuất cho thị trường Trung Quốc. Còn hàng Nhật nó điện 100V, dây nguồn lớn hơn, và tiêu chuẩn của Nhật nó luôn luôn là một cái đẳng cấp cao hơn, và giá nó đắt hơn cái dòng hai cầu vài triệu nha các bác. Đây là phía sau của em nó, đây là những hai cổng đường tín hiệu quang vào đấy. Hai cầu loa AB, A kèm B, trở kháng là 4-16 ohm, và những cổng kết nối. Đối với cái bản hai cầu điện á, thì nó sẽ rỉ hơn từ 2-3 triệu, nếu nói về chắc đúng chắc máy bãi nha các bác. Còn phụ thuộc vào các bác muốn lựa chọn sản phẩm nào, Nhật xịn hay là hàng xuất cho thị trường thứ ba. Đấy thì đó là cái quan điểm của các bác. Nhưng mà theo em, các bác nên mua những cái dòng một cầu điện, tại vì sao? Khi các bác nâng cấp hay là bán lại rất là dễ. Còn cái dòng hai cầu điện bán lại rất là ít người mua. Hầu như các bác đi mua thường không biết là những con này nó có hai loại, nên các bác thường bị mua lầm chứ không phải là người bán lầm. Đấy. Nếu các bác được xem được video này, các bác sẽ có một chút kinh nghiệm khi mua những con 890D, tại vì những dòng này nó có hai loại. Em nói rõ cho các bác nó có hai loại. Một loại xuất cho thị trường thứ ba, giá rỉ hơn từ tầm 2-3 triệu, và loại Nhật xịn nó giá nó theo thị trường rồi, và giá luôn luôn cân đối cho các bác. Đợt này về có vỏ gỗ nên là hồi gỗ nên là nó giá 19 triệu, còn các bác nào không thích lấy hồi gỗ thì giá 18.500.000. Máy cực kỳ đẹp cho các bác nha, không có một điểm gì gọi là các bác có thể soi ra được hết cả. Vì tiêu chí tiện hàng bên em rất là kỹ lưỡng. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong để các bác xem cấu hình luôn. Các bác có thể xem được phía trên nó này, rất là keng luôn nha. Điện áp 100V. Vâng, đây là cấu hình bên trong. Các bác có thể thấy được độ mới của sản phẩm và những linh kiện và sexy của nó. Em đang chạy là 8 sò nha các bác, 8 sò phía dưới đây. Và là phần bo mặt âm sắc. Phần này là phần nguồn, các bác thấy những con tụ nguồn không? Nó rất là đẹp. Những con hàng tuyển về, các bác là người sở hữu đầu tiên à, tại vì những dòng này em về liên tục cho các bác, tại vì những con hot em đặt hàng về để phục vụ các bác, nên là em sẽ báo series luôn để các bác xem video, các bác lấy cho đúng con. Cái nào nó về nhiều thì em sẽ báo series cho các bác, còn cái nào nó lâu lâu nó có một con thì các bác xem video thì nó em biết con nào liền. Con này series đuôi là 1068 nha các bác, 1068, con 890D cặp bến này là series 1068, rất là đẹp. Điện áp 100V, hàng để các bác sưu tầm thứ nhất và nghi và nhìn, thứ hai là mình mua được một sản phẩm nó đạt tiêu chí, nghi hay, bày đẹp, đánh những robot là Onkyo, Diatom, những dòng loa. Các bác nào thích tiếng bass nặng thì đây là một đối tác cực kỳ là theo tiêu chuẩn nghi của các bác, bass nặng chắc mạnh mỹ và có thể nghiêu nga karaoke gia đình khi chúng ta ghép vào một con vang. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nào có chưa yêu thích kênh thì ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất.